Đến hơn 10 giờ ngày 15 tháng 4, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy dãy nhà xưởng đường 12, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức bị bốc cháy lúc rạng sáng. Nhiều tài sản bị thiêu rụi tại hiện trường, phần mái tôn bị đổ sập. Bên trong, nhiều máy móc, tài sản, xe ba gác bị cháy rụi, trơ khung sắt. Theo người dân, lúc rạng sáng, khu vực nói trên có tiếng nổ lớn kèm sức nóng. Sau đó, người dân phát hiện ngọn lửa bao trùm một nhà dân và một xưởng ván ép. Nhận được tin báo thì đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Lực lượng chức năng ghi nhận vụ cháy không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà tạm, cháy 20 trong 100 m2, xưởng gia công gỗ và 80 trong 300 m2, xưởng sản xuất biển quảng cáo. Bên cạnh đó, một xe ba gác, 3 máy cắt gỗ và 6 máy cắt bị cháy rụi hoàn toàn.